Đằng sau ánh hào quang rực rỡ, cuộc đời Marilyn Monroe đã trải qua rất nhiều những thăng trầm. Bằng sự mạnh mẽ và tài năng, Marilyn Monroe từ một cô bé mồ côi đã trở thành một huyền thoại của nền điện ảnh Hollywood. Song cuộc đời của nữ minh tinh này lại trái ngược với những gì khán giả tưởng tượng. Hài hước, tươi vui trong những bộ phim làm nên tên tuổi, nhưng cuộc đời của biểu tượng sex Hollywood lại là một chuỗi bi kịch từ khi chào đời cho đến lúc rút hơi thở cuối cùng. Marilyn Monroe tên thật là Norma Jean Montesson, sinh năm 1926 và mất năm 1962, là một nữ diễn viên, người mẫu, ca sĩ người Mỹ. Cô là biểu tượng sexy nổi tiếng nhất thập niên 1950. Cuộc đời của Marilyn Monroe. Ngày 1 tháng 6 năm 1926, Marilyn Monroe được bà Lady Byrne Baker hạ sinh tại bệnh viện Los Angeles Hospital. Danh tính của người cha Monroe không ai biết, cô được đặt tên là Norma Jenny Montesson. Mẹ Marilyn Monroe, bà Gladys, bị loạn thần và không đủ tài chính nuôi con. Ngay sau khi sinh, Norma Jenny được nhận nuôi bởi Albert và Ida Molander ở vùng quê Hawthorne, California. Bà Gladys chỉ về thăm con gái vào các ngày cuối tuần. Mùa hè năm 1933, bà Gladys ổn định hơn và mua một căn hộ ở Hollywood để đưa Norma Jenny về sống cùng. Tháng 1 năm 1934, bà Gladys được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng. Phần đời còn lại, bà Gladys trải qua trên giường bệnh và ít gặp gỡ cô con gái Norma Jenny. Ấu thơ, Norma Jenny trở thành trẻ mồ côi, được nhận nuôi bởi nhiều gia đình khác nhau và phải liên tục chuyển trường. Thậm chí, Norma Jenny còn thường xuyên bị lạm dụng tình dục, cô bé trở nên e dè, nói lắp và dần thu mình lại. Ngày 19 tháng 6 năm 1942, sau sinh nhật năm 16, Norma Jenny kết hôn với người hàng xóm, anh ta là công nhân một nhà máy. Sau đó, Norma Jenny bỏ học trung học ở nhà làm nội trợ. Chia sẻ về cuộc hôn nhân này, Norma Jenny nói, "Cuộc hôn nhân không khiến tôi buồn, nhưng nó cũng không làm tôi hạnh phúc. Chồng tôi và tôi hầu như không nói chuyện với nhau, không phải vì chúng tôi tức giận mà chúng tôi không có gì để nói. Tôi như đang chết vì chán nản." Sau vài năm kết hôn, Norma Jenny chuyển sang sống với ba mẹ chồng và bắt đầu làm việc tại nhà máy sản xuất vũ khí hạt nhân Radio Plant ở Phoenix. Marilyn Monroe bén duyên với điện ảnh. Trong những năm đầu tiên của sự nghiệp diễn xuất, khi tên tuổi của cô đã có chỗ đứng nhất định với một vài bộ phim ăn khách, Norma Jenny quyết định chọn một cái tên phù hợp hơn cho mình. Thời điểm này, cô chính thức nổi tên thành Marilyn Monroe, xuất hiện trong hai bộ phim Scudaho, Scudahe và Dangerous Year. Hết hạn hợp đồng, Monroe thất nghiệp và đành làm mẫu ảnh khóa thân vì kế sinh nhai. Năm 1948, Monroe nhận được một hợp đồng với hãng phim Columbia Pictures trong 6 tháng và xuất hiện trong bộ phim âm nhạc tầm thấp Ladies of the Chorus. Năm 1949, Monroe xuất hiện trong Love Happy của Marx Brothers bằng một vai phụ. Monroe đã gây ấn tượng tốt với nhà sản xuất và bà được đưa đến New York. Qua các bộ phim, Monroe dần chiếm được tin tưởng của Johnny Hitch. Ông ký hợp đồng 7 năm với cô ở hãng phim 20th Century Fox. Sau đó, Monroe quyết định tiếp tục con đường học tập. Cô đăng ký học ngành phê bình văn học nghệ thuật tại Đại học California, Los Angeles. Tháng 3 năm 1951, Monroe nhận giải đề cử Oscar đầu tiên. Scandal khóa thân của Marilyn Monroe. Tháng 3 năm 1952, những bức ảnh khóa thân được chụp vào năm 1949 của Monroe gây xôn xao khi xuất hiện trên biên lịch. Monroe lên tiếng thừa nhận những bức ảnh đó do mình chụp vì cuộc sống và kế sinh nhai. Tháng 4 năm 1952, Monroe xuất hiện trên trang bìa tạp chí Life Magazine và trở thành tiếng nói của Hollywood. Mọi người dần thông cảm cho tuổi thơ bất hạnh của bà. Đây cũng là thời điểm mà Monroe và cầu thủ bóng chày John DiMaggio bắt đầu yêu nhau. Chuyện tình của họ được nhắc đến đầy lãng mạn. Thời gian tiếp đó, 4 bộ phim có Monroe tham gia liên tiếp được công chiếu, sự nghiệp dần khởi sắc. Dari F. Janet nhận thấy tài năng diễn xuất của Monroe và cho rằng bà đang bị làm lu mờ bởi những bộ phim giải trí tầm thường. Monroe được mời vào vai một người đàn bà có sức mê hoặc lạ thường, bị tình nghi ám sát trong mình trong phim Niagara do John Stapleton làm biên kịch, và bộ phim này cũng đã làm cho sự nghiệp của Monroe thăng tiến hơn. Trong lúc được công chúng chú ý, sự xuất hiện trên tạp chí Playboy, tạp chí dành cho đàn ông trong chiếc đầm ôm sát, hở sâu, một lần nữa đã khiến Monroe bị chỉ trích nặng nề. Sự nghiệp Marilyn Monroe dần thăng hoa. Năm 1953, Monroe và James Russell hợp tác trong bộ phim Gentlemen Prefer Blondes của đạo diễn Howard Hawks. Russell ca ngợi Monroe rất bẽn lẽn, rất ngọt ngào và cũng thông minh hơn rất nhiều so với mọi người nghĩ. Diễn viên cũng ghi nhận những cố gắng của Monroe khi kể lại rằng Monroe đã phải theo một lịch học vũ đạo dày đặc trong khi mọi người được về nhà nghỉ ngơi. Trong một buổi tuyên truyền phim ở Los Angeles, hai diễn viên Marilyn Monroe và Jan Russell đã in dấu vân tay và chân trên xi măng trước tiền sảnh rạp hát Roman's Chinese.
Bộ phim thắng lớn, doanh thu thu về gấp đôi kinh phí sản xuất. Màn trình diễn, Kim Cương là người bạn tuyệt nhất của các thiếu nữ, từ đó cũng gắn liền với hình ảnh của Marilyn Monroe. Sự nghiệp của Monroe tiếp tục thăng hoa, bà xuất hiện liên tiếp trong các bộ phim, bà cũng làm dấy lên trào lưu những cô gái tóc vàng. Năm 1953 và 1954, Monroe được Quickly ghi tên vào danh sách 10 ngôi sao hái ra tiền. Thời gian tiếp theo, những bộ phim của Monroe không được thành công như mong đợi, bà dần thất sủng. Ngày 14 tháng 1 năm 1954, Monroe và DiMaggio kết hôn ở San Francisco. Tháng 3 năm 1954, bà bị chê bai thậm tệ và thậm chí là bị so sánh một cách thiếu thiện chí với những diễn viên khác. Tháng 9 năm 1954, trong khi quay phim The 78, có một cảnh gió đã thổi tung chiếc đầm của Monroe lên quá đầu. Đó là một hình ảnh đầy gợi cảm và đạo diễn Billy Wilder đã bắt bà lặp đi lặp lại nhiều lần cảnh đó. Rất nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng này, trong đó có cả Joe DiMaggio, nhưng điều đó lại khiến ông tức điên. Cặp đôi quyết định ly thân và chính thức ly dị vào tháng 11 năm 1954. Bức ảnh chiếc váy bị gió tung là biểu tượng của Marilyn Monroe, nhưng cũng là một trong những nguyên nhân khiến bà kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai chỉ trong vòng 274 ngày. Marilyn thành lập hãng phim Marilyn Monroe Productions. Sau khi bộ phim The 78 hoàn thành vào năm 1955, Monroe quyết định từ bỏ Hollywood theo lời khuyên của Milton H. Kearney. Monroe gặp Rini khi ông tạo hình cho bà trên tạp chí Look vào năm 1953. Ngày 1 tháng 6 năm 1955, nhân sinh nhật Monroe, Joe DiMaggio tháp tùng bà tới lễ ra mắt phim The 78 tại New York, rồi chủ trì sinh nhật chúc mừng bà. Đến tối, họ cãi nhau, Monroe bỏ đi, từ đó mối quan hệ của họ đi vào bế tắc, thực sự chấm dứt. Cuộc đời về sau của Marilyn Monroe. Tháng 6 năm 1956, Monroe bị bắt gặp hẹn hò với Miller. Trong một lần bị phóng viên theo dõi, xe của họ gặp tai nạn khiến một cô gái thiệt mạng. Monroe và Miller chính thức công khai mối quan hệ trước báo giới. Họ quyết định kết hôn vào ngày 29 tháng 6 năm 1956. Ngày 1 tháng 8 năm 1957, Monroe sẽ thai đứa con đầu lòng với Miller. Sau đó, ông động viên bà quay trở lại với Hollywood. Năm 1958, Monroe quay lại màn bạc với bộ phim Sunlight Is Hot. Trong quá trình quay phim, Monroe phát hiện mình có bầu, nhưng rồi tháng 12 năm 1958, bà lại bị sảy thai. Bộ phim công chiếu thành công vang dội, mang về 5 đề cử Oscar và Monroe nhận được một giải quả cầu vàng. Tiếp đó, Monroe nhận một vai trong Let's Make Love cùng với nam diễn viên Yvette Morton. Trong quá trình làm phim, Miller phải đi châu Âu cho việc kinh doanh. Lúc này, Monroe và Morton ngoại tình. Mối quan hệ ngoài luồng này chỉ chấm dứt khi Morton không đồng ý bỏ vợ vì Monroe. Marilyn Monroe gặp phải vấn đề vì sức khỏe và tâm lý bất ổn. Thời gian sau đó, Monroe bắt đầu rơi vào nghiện ngập, sức khỏe dần yếu, tâm lý bất ổn và mất ngủ. Bà thường phải đến gặp bác sĩ tâm lý. Hôn nhân giữa Monroe và Miller cũng rơi vào bế tắc. Miller muốn hàn gắn và chăm sóc vợ, nhưng Monroe lại oán hận chồng và cho rằng ông không làm được gì để giúp cho bà. Năm 1956, Miller bắt đầu viết tiểu thuyết về một người phụ nữ bỏ chồng và những chàng cao bồi. Năm 1960, Miller chuyển thể tiểu thuyết thành phim The Misfits và chọn Monroe đóng. Tháng 7 năm 1960, bộ phim bắt đầu quay tại sa mạc đá đen, Bắc Nevada, nơi có khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Sức khỏe Monroe không chịu được trước thời tiết này, bà phát bệnh và bắt đầu sử dụng rượu cùng thuốc ngủ. Sau khi bộ phim hoàn thành, 10 ngày sau Monroe tuyên bố ly dị với Miller. Đến tháng 1 năm 1961, họ chính thức hoàn thành thủ tục ly hôn. Tháng 2, Monroe vào bệnh viện tâm thần Bunny Whitney, trải qua những ngày tháng như ác mộng. Năm 1962, Monroe tiếp tục đóng bộ phim thứ 3 trong hợp đồng với hãng phim 20th Century Fox, bộ phim Something's Got to Give. Bộ phim này đòi hỏi bà phải đóng những cảnh khóa thân trong bể bơi. Vì muốn hất nữ diễn viên Liz Taylor ra khỏi bìa tạp chí, Monroe đã chụp một bức ảnh bắn khóa thân trên tạp chí Life. Ngay sau đó, hãng phim 20th Century Fox cắt hợp đồng với bà và đòi bồi thường nửa triệu đô la.